Điều hôm thứ bảy tuần này sẽ mang đến một trải nghiệm mới, đó là luyện viết chữ đẹp. Và nhân vật trải nghiệm chính là MC Vũ Thái Dũng. Vũ Thái Dũng là MC quen thuộc của các chương trình S Việt Nam, VTV Kết Nối, biên tập viên của bản tin tài chính trên VTV. Chàng trai này đã chinh phục khán giả bởi lối dẫn tự nhiên, không màu mè kiểu cách. Sự xuất hiện của một học sinh đặc biệt đã khiến các bạn nhỏ khác rất tò mò. Sau khi làm bài kiểm tra đầu vào, Thái Dũng đã được cô giáo tận tình hướng dẫn cách cầm bút, cách ngồi và viết sao cho đúng. Trải qua 20 phút chăm chú lắng nghe cô dạy, Thái Dũng đã sẵn sàng bước vào thử thách đặc biệt của chương trình. Trước khi bạn học sinh đặc biệt tới lớp, ekip thực hiện chương trình đã kịp thời nhờ cô giáo Phương Dung ra một bài tập thú vị cho bạn học sinh này. Hãy viết hai câu sau theo cách viết bạn vừa được học. Bằng tay trái, bạn có 1 phút để viết và 3 phút để xin sự xuất hiện tiếp này của 7 người. Ủa rồi, bằng tay trái à? Còn 1 phút nữa. Có vẻ như Thái Dũng đã bắt đầu thử thách khá dễ dàng, nhưng liệu học sinh này có vượt qua bài tập đặc biệt của chương trình hay không? 6. Sau 3 phút thì tôi đã có 7 chứng nhận của các học sinh đây là cái chữ tôi viết bằng tay trái cũng rất là đẹp. Đẹp. 7 trên 10, không tồi đúng không? Con này chú Thái Dũng viết bình thường. Bình thường ạ. Con cho chú Dũng trung bình. Vì sao con lại ghi là đẹp? Vì mặt chú ấy đẹp ạ. Cái gì? Mặt chú ấy đẹp tại vì người chú quá đẹp ạ. Trong vòng 3 phút thì tôi đã xin được 7 chứng nhận là ngày hôm nay thử thách của tôi viết chữ đẹp là rất là đẹp. Tôi nghĩ là như thế là không tồi lắm. Nói chung là chú viết đẹp đúng không? 1, 2, 3 nói đẹp nhá. 1, 2, 3 đẹp. Kết quả ngày hôm nay thì từ chữ như là viết thư pháp như thế này thì tôi đã bắt đầu viết được cũng là khá hoàn chỉnh, có chính kỷ niệm và nét chính bên người. Bạn Thái Dũng thì bạn ấy là học sinh rất đặc biệt vì bạn rất lớn. Tuy nhiên là khi mà kiểm tra chữ thì mình thấy là chữ bạn ấy bạn chưa đẹp và cái cách cầm bút bạn chưa đúng. Tuy nhiên là sau một lúc bạn ấy luyện thì thấy bạn tiến bộ rất nhiều. Viết chữ đẹp bằng tay phải khó 1 thì viết chữ đẹp bằng tay trái tay không thuận của mình còn khó gấp 10 lần. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua thử thách của chương trình và kết quả tôi đạt được thì không tồi lắm. Tôi khá là mãn nguyện với kết quả của ngày hôm nay. Cũng như là cái gì tôi viết này, có chi khi lên. Người ta bảo nét chữ là nét người, tính cách con người thế nào sẽ thể hiện qua chữ viết và cách họ thể hiện. Viết bằng tay khiến ta chú tâm hơn vào việc mình đang làm, bởi nếu không thì không thể giữ được nét bút thẳng hàng, đều đặn. Nó dạy cho chúng ta tính kiên nhẫn, cẩn thận
trung thực, vì ta sẽ biết yêu thương những gì phải trải qua khó khăn mới có thể đạt được. Ngày hôm nay, Điều ước thứ 7 sẽ đưa quý vị khán giả về một thôn nhỏ, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, nơi làng quê yên tĩnh, xinh đẹp như mọi làng quê khắp đất nước Việt Nam. Ở nơi ấy, ngoài những cảnh thanh bình, con người hồn hậu, cuộc sống bình dị, nên thơ, còn có câu chuyện phi thường, đầy xúc động về một người đàn ông giàu nghị lực và đầy ý chí. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Tôi tên là Phùng Văn Trường, năm nay tôi 35 tuổi. Từ nhỏ tôi đã bị bệnh, hai chân, hai tay tôi nó đều yếu, hầu như là bị liệt. Lúc sinh em Trường đó là lúc nó vẫn bình thường, năm thì nó chưa biết đi, xong mãi dần dần nó yếu dần, lớn bao nhiêu nó yếu, nó lại càng không đi được. Buồn thì cũng buồn, nhưng mà số phận làm thế nào được. Thì tôi cảm thấy nó buồn lắm, vì là trong các bạn nó cũng chung răng nữa mà nó khỏe mạnh thế. Thì nhà chơi, nó chạy, nó nhảy, nó đi học, nó đi xe đạp. Thế mình thấy là mình khác biệt. Cậu bé Phùng Văn Trường hiếu học, chống nạng đi tìm cái chữ như các bạn. Nhưng đến năm lớp 8, cơ thể yếu đi, chống nạng em cũng không đi được nữa, em đành nghỉ học. Từ đấy đến giờ nè, tôi chỉ sống trong bốn bức tường, quanh năm ngày tháng thì bên trong nhà, không đi lên đâu được. Hôm nay cô đưa tôi ra cái quảng cảnh đường làng đây này. Tôi mình nhớ này, canh đây nữa, phải tầm khoảng hơn 20 năm, khoảng 23 năm. Trước thì tôi hay ra đây với tôi còn khỏe. Tôi còn đi được bằng đôi chân, thì tôi đi theo các anh chăn trâu. Anh cũng nhiều cho vui, thứ nhất là có khi còn tắm sông, tắm máng. Thế là bao nhiêu năm anh không đi ra đây rồi? Cũng phải hơn 20 năm. Có khi phải đến... Chỗ này có cách nhà anh có khoảng 200 mét thôi rồi kìa. 200 mét nhưng mà cái quãng đường nó cũng khó đi mà tôi nên này, không đi lại được. Nó như là cái bức tường ngăn cả. Hơn 20 năm, chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, anh chưa từng được chứng kiến sự thay đổi diện mạo của chính quê hương mình. Năm tháng qua đi, khoảng cách giữa anh và ước mơ con chữ ngày càng xa. Hơn ai hết, anh muốn được thay đổi. Tôi nhớ một câu nói của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng là phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Cứu thân mình không cứu mình thì ai cứu mình đây? Tôi lấy nhiều tấm gương, nó nhìn là thầy ký đấy. Thì từ bé tôi đã nghe đến thầy rồi. Thầy là khổ đau như thế. Mà thầy vươn đến từ thời Bác Hồ rồi. Mà thầy vươn được. Mà Bác Hồ còn phục, Bác thương, Bác cũng trọng. Thì chúng tôi nghĩ là ở đời ai thế. Mình bất hạnh thế này, nhưng mà chơi lại ban cho mình cái khác. Cứ gạo đem vào giá bao đau đớn. Gạo giá xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công. Thì chính thức tôi biết được như bây giờ là mất khoảng gần 4 năm. Anh thành công, và mỗi ngày sau giờ tan lớp, lũ trẻ trong xóm lại kéo đến nhà học cùng Bác Trường. Ngôi nhà của anh trở thành một lớp học lúc nào chẳng hay. Sau đấy gặp phụ huynh nhờ tôi bằng lúc, thì tôi nói rõ là tôi không phải là thầy giáo, tôi không được học nhiều, tôi học ít thôi, nhưng tôi có cái tâm, tôi biết sao tôi bảo vệ. Cái người biết trước bảo người biết sau, nên đấy là cái công việc của tôi, cho tôi được vui, được khỏe, được có ích, mà các cháu cũng có được người giúp đỡ. Ai là người học rồi nhá? Anh Mì ạ. Thế bình thường trên lớp thì gọi thầy giáo là gì? Bác Trường. Bạn nào biết chữ đẹp nhá? Bạn Cương ạ. Bạn nào nghịch ngợm trong lớp không? Bạn Đức. Đức à? Bạn hay làm gì? Anh nghịch. Nghịch à? Thế Bác Trường còn làm không? Có. Tôi muốn là có một cái tủ sách đến với tôi, nó học xong là nó có sách nó đọc. Thì đấy là cái mơ ước của tôi, nhưng mà tôi chả thực hiện được, vì cái đấy nó khó, nó quá cái tầm tay của tôi. Rồi đến một ngày,
anh mang một mong muốn khác nữa cháy bỏng hơn khi đứa con của anh chào đời. Khát khao được khỏe mạnh, được sống để nhìn con lớn khôn luôn trong tâm trí người cha ốm yếu. Cháu tôi là cháu trai, cháu mới được hơn 8 tháng tuổi. Con là cái tay của tôi, cái chân của tôi, cái tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi. Tôi hay no xa, mình không biết là có sống được lâu để mà mình dạy dỗ con mình theo cái ý của mình hay không. Thì tôi cứ phải ghi chép lại những cái sự kiện trong cái đời của tôi từ lúc tôi có cháu, từ lúc cháu còn trong bụng thôi. Nhưng đến lúc tôi con đi, nó đọc được, hiểu được đến mà nó phải chảy nước mắt. Nó biết thương bố, thương mẹ, nó biết quý trọng cái cuộc đời của nó, nó mới hiểu được. Thì nó mới sống tốt được. Ai cũng làm cha làm mẹ chắc là cũng hiểu được điều đấy. Bây giờ mà đi khám chắc là tôi không có điều kiện đi, tôi không đi được. Bây giờ mà đi tôi phải có người anh bế thôi. Tôi thấy khổ quá. Mà da không may để phát cái miệng được cái bệnh nó nặng. Mà chứa thì chả có điều kiện, mà không chứa thì có khi lại no thêm. Thì tôi đánh liều về cuộc đời. Câu chuyện và những ước mơ của anh Phùng Văn Trường đã khiến ekip chương trình vô cùng xúc động. Với chương trình mình thì qua cái tìm hiểu mà bạn Thủy báo về ấy, thì khá là xúc động. Bản thân cái việc vươn lên, cái nghị lực của anh vươn lên để có cuộc sống bình thường ấy đã là rất là tốt rồi. Với cái phòng góc của anh ấy, anh ấy thì chỉ mong là nó sáng sủa hơn. Nhưng mà mình cũng tưởng là việc cho cái phòng này nó trở nên khác hẳn. Là lý do mà luôn như vậy cũng mời các bạn cùng bình chứng ra với các bạn. Thứ nhất là bây giờ em có một cái số cái sàn nó nhìn không rõ là sàn gì. Là sàn xi măng. Bây giờ nếu mà để biến nó hoàn toàn mới, thứ nhất là cái sàn. Cái cửa này nó cho sơn bản, cái việc sơn bản nó khá là nhanh thôi. Mình có thể làm hoàn thiện trong một buổi sáng. Thế nhưng mà cái thứ ba là mình phải chạy đường điện. Mình không thể làm kín để giấu anh ấy được. Đấy, tại vì là phải khảo sát thì mới làm được. Tức là các bạn sẽ cần phải có một buổi khảo sát. Thực ra là có kiến trúc sư từ đến là nhanh chóng hoặc đu thọ à cũng mất. Vậy là sao? Rồi, tới 50.000 một người đây nhá. Không bỏ lỡ thời gian, ekip khẩn trương xuống nhà anh Trường để khảo sát địa điểm. Bạn này đang bị say xe. Hiện tại thì ekip đứa thứ 7 lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi đang tới Trương Mỹ, Hà Nội để khảo sát cái ngôi nhà của nhân vật chính trong chương trình lần này. Ở phía sau đây là toàn bộ của ekip bao gồm cả các bạn bên công ty Trần Gia. Chúng tôi đang bí không biết làm cách nào để vừa muốn giữ bí mật với cả ba thành viên trong gia đình mà lại vừa có chìa khóa để vào trong nhà. Lát nữa khán giả sẽ cùng theo dõi cách nào chúng tôi đột nhập được vào nhà anh. Anh nghĩ tiếp cách nào. Ông bà có người đấy không? Có. Nhưng mà ông bà lộ thì cũng khác gì là bố vợ lộ cả, sợ còn lộ hơn. Một cây nữa không? Một cây nữa, hiện tại thì chúng tôi đang phải đứng đây chờ. Hy vọng là biên tập viên Dung Hà và bạn Thái Nguyên từ cây 14 sẽ có thể là nhanh chóng là đưa được bạn đến những đội viên chính ra ngoài chú bạn. Và chúng ta sẽ đột nhập vào trong nhà. Theo đúng kế hoạch, anh Trường đã được hai biên tập viên đưa ra khỏi nhà với lý do chụp ảnh cho một tờ báo. Đây chính là lúc nhóm khảo sát của chương trình và công ty Trần Gia đột nhập vào nhà anh Trường. Em thấy Hà như cô về đấy. Hiện tại là đang rất đông người nên là nếu như tôi xin phép đàng hoàng thì tôi sợ rằng là quá nhiều người biết thì sẽ lộ. Trong mô tả trong cái phóng sự ấy là nhà, không gian nhà, cái lớp học đấy của thầy là như thế này thế này. Thế nhưng mà về sếp cháu là nó thầy đây là không tưởng gần như là không mô tả cho khán giả. Thế bảo là bây giờ đến để
quay lại để làm sao để biết là cái chuyện đó là bao nhiêu, chúng ta chủ động màu sắc như nào thì về đưa lên phóng sự thì khán giả mới hiểu. Thì cái góc máy lên quay phim như thế quay to quá, hôm nay mình phải mang cái máy đúng rõ để quay để còn mô tả là cái gì ạ? Bao nhiêu? 65 ạ? Không ở trong quay lại cảnh vâng, vì là trong nhiều cái đó. Không biết người thân của anh Trường có thể hiểu được lý do mà chương trình đưa ra để thuyết phục cho việc đo nhà hay không. Buổi chụp ảnh mang mục đích chính là câu giờ lại bất ngờ trở thành niềm vui cho anh Trường. Anh ấy chia sẻ rất nhiều và bọn em đưa ra một cái chùa đấy cũng của anh thấy chúng ta đi được luôn. Sao bọn em không cần câu giờ, sao bọn trẻ con đến theo buổi chụp ảnh thì bao nhiêu? Con quay ở đấy không? Có. Các em nhỏ, phong cảnh làng quê và cả việc chụp ảnh đều làm anh rất thích thú. Nét năm hai. Sơn trắng có một số hình ảnh mà vì ký ức của mấy cái thầy này. Ai dùng thì mình vẫn phải để nguyên rồi. Đây chính là đồng chí công an địa phương, vừa nãy đã nghi ngờ sự tác nghiệp của cả ekip, nhưng thật may mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Bạn nào nữa đâu? Bạn nào đâu? À, họ kia. Sau hơn một tiếng đo đạc thần tốc, buổi khảo sát bất ngờ đã thành công hơn mong đợi. Thôn Nhân Lý cũng trở về với sự bình yên vốn có của nó. Tại trụ sở của Trần Gia, ngay lập tức đã có một buổi họp về hướng sửa sang lại ngôi nhà của anh Trường. Giữ nguyên cái đồ thất của gia đình của anh. Mình sẽ phải đưa ra giải pháp chiếu sáng dựa trên trần trần này. Thời gian mình làm thì chỉ có trong một ngày, đây sẽ làm cửa vào. Mình sẽ làm cửa vào đây, đây là cái buồng nhà anh ấy ở phía trong này. Cái đèn này sẽ là đèn máng thôi nhá. Tối thứ hai sau hết tất cả một cái rồi thì chuẩn bị nước vào liệu. Từ giáo này, ngày mai là buồng mình sẽ đi xong rồi. Thế là đã hết rồi, xong rồi. Không biết từ những ý tưởng trên, căn nhà của anh sẽ có diện mạo mới như thế nào? Nó liệu có phù hợp với anh và gia đình? Để sửa sang lại ngôi nhà cho anh Trường, đội thi công sẽ cần ít nhất một ngày. Bài toán đặt ra là trong ngày hôm đó anh Trường sẽ đi đâu? Chương trình đã mời một nhân vật thật đặc biệt để giải quyết điều đó. Truyền cảm hứng cho anh rất là nhiều năm qua à, đấy là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký ạ. Vâng, thầy cũng bệnh thật, cố này vươn lên được như thế. Vâng. Thì tôi thuyết phục lắm. Vâng. Chân mình đã hỏng không biết được, tay cũng hỏng nốt rồi. Vâng. Vì biết bác cao thế nào. Vâng. Thì thôi cứ đừng mạnh dạn rồi nằm bụng tôi nghĩ đến thầy thì như thầy thì là một người bác. Một người bác và đi trước mà thầy biết được như thế thì mình phải cố gắng. Chương trình ạ thì đã có một cái món quà rất là đặc biệt tặng cho anh, một cái cuốn sách vừa được thầy Ký xuất bản ạ. Vâng, đến nơi cảm dạ, ơn. Dạ. Thầy Ký cũng biết đến tôi và thầy tặng tôi thế này thì vì là tôi cũng qua chương trình cho tôi gửi lời thì tôi cảm ơn thầy. Nếu mà các em mà có điều kiện gửi được dạ, cho tôi gửi đến đây vào thầy Ký, dù đấy nó chưa được đẹp lắm. Tấm lòng với thầy tặng cho mấy chữ của thầy này thì tôi cũng cảm ơn thầy. Mỗi đời cháu có đi được đến đâu đâu mà. Dạ, thôi thì... rồi, mình cứ bằng lòng với những cái mình đang có đi. Vâng, đây cái chữ của cháu bác ạ. À, thế là chữ đẹp vậy hả? Đây. Rồi đẹp quá nhỉ, viết lòng miệng đi hả? Thì tôi cảm tưởng như là một cái giấc mơ. Thì tôi cũng hướng mộ bác từ lâu mà chưa một lần được gặp
bác. Hôm nay được gặp bác đã như là thần tượng của tôi. Mà có bác thì tôi như thành bác thì tôi cũng vui lắm. Mà tôi cũng thấy như là một cái động lực được lớn hơn để mình cố gắng trong cái cuộc đời nó còn nhiều trông gai. Thì mình muốn vươn lên cho bác thì như thế bác thì thấy lòng vui lắm. Con đường tới thành công không có vết chân của kẻ lười biếng, không ai lười mặc giỏi hết, mà anh em của chúng ta càng phải chăm chỉ đến mức nào. Một là chăm chỉ, nhưng hai là chăm gì các con? Đấy, mới thông minh quá, chăm ngoan, đúng rồi, ngoan là mọi nơi mọi lúc nhá. Cho nên thì chăm thứ ba là chăm chú, mà thầy dạy học mà không thấy học sinh chăm chú thì nó bỏ nghề luôn. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta là theo học trò chăm chú. VTV 3 trong cái chương trình Điều ước thứ bảy có một cái ý tưởng mà tôi rất xúc động, đó là sẽ dành cho anh Trường bất ngờ một cái chuyến đi về thăm một thủ vua ngàn năm văn hiến. Cầu mong ta được xoay tròn, trái tim của mình ta còn gặp nhau. Bác Nguyễn Ngọc Ý đã mang đến cho anh Trường một điều bất ngờ và một món quà đặc biệt. Hy vọng anh sẽ đón nhận nó và tìm ra từ những món quà ấy một động lực sống, một niềm vui mới. Thứ nhất là anh ấy luyện từ bao nhiêu năm nay rồi và anh ấy không ra khỏi Lý Trai Lạc. Cái nơi đầu tiên là anh muốn được ra thủ đô. Cái nơi nào là trung tâm ấy, thì anh nhìn thấy sự phát triển. Mọi người nghĩ là mình sẽ tự đưa hay là mình sẽ nhờ một công ty du lịch đưa. Tăng sushi có nghĩa là không lo lắng. Tăng sushi, đúng rồi. Bây giờ mới là 7 giờ sáng và chúng tôi là nhóm đầu tiên sẽ tới nhà anh Trường. Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là đưa anh Trường ra Hà Nội và sau đó nhóm thứ hai sẽ tới để làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ trời vẫn còn rất sớm nên là quay phim của chúng tôi vẫn còn đang say giấc. Anh ơi dậy đi anh ơi, đến nơi rồi. Nhận lấy đường quen rồi đấy. Được thông báo từ sớm, anh Trường và bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi Hà Nội. Hoa em mặc được. Áo cưới. Anh tưởng tượng Hà Nội sẽ thế nào ạ? Anh cũng là tưởng tượng đi, không phải tưởng tượng như thế nào. Anh nhìn đến báo hiện tại. Nhưng mà trên báo đài nó vẫn chỉ là ảnh vậy thôi. Tận mắt mình thì sao ạ? Tôi không tôi. Đấy, đấy nó phát triển nhiều chứ. Ngày xưa tôi đi qua đấy còn bình thường, bây giờ thì ra chỗ ngã đường Quốc Tử Tiến mà tự làm. Đã từ lâu lắm rồi, anh Trường chưa đi ra khỏi con đường làng. Từ hôm nào anh em cũng có nhiều nón râu. Thế là từ đấy đến nay là... Năm ấy là tháng... Tôi nhớ là một tháng... Mùng 1 tháng 6 dương âm năm 2012. Thế là hai năm, gần 2 năm rồi đúng không ạ? Tôi đi đâu đấy? Tôi mới ngồi biết có người nhìn tôi, nó đã ngủ rồi. Chứ nói đi xa thế này thì sức khỏe tôi nó lại kém đi. Bây giờ mình vui lên vì hôm nay mình có một hành trình sẽ là rất là vui và thú vị đấy ạ. Hoàn thành này. Đây là cửa Nam. Còn biết cả cửa Nam cửa Bắc nữa cơ. Niềm vui cho chuyến đi này của anh dường như còn rạng rỡ hơn trên khuôn mặt của bác Mười, bố của anh. Trong lúc này, một ekip khác của đoàn VTV và công ty Trần Gia đang nhanh chóng ngược đường về Trương Mỹ với một nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Thật bất ngờ, chị vợ không hề có ý phản đối việc sửa nhà của chúng tôi. Trước 5 giờ nha mọi người nhé. Ngay lập tức,
ngôi nhà được dọn sạch sẽ để quét sơn. Những người hàng xóm không khỏi thắc mắc với chúng tôi những người lạ và cuộc đột nhập bất ngờ này. Phải sơn hai lượt lên mới được. Hai lượt bao giờ cũng phải sơn thế nhưng mà nay chúng tôi đang gặp một vấn đề là cái tường nhà của anh Trường trời mưa quá to, chính vì thế mà nó đã bị ẩm và bên công ty Trần Gia thì họ rất là lo là cái tường ẩm thế này sẽ không tạo điều kiện tốt để sơn, nó có thể khô sớm và nó ăn vào tường. Nước sơn đầu tiên đã được lăn, anh Trường cũng chuẩn bị được gặp vị khách mời đầu tiên của chương trình. Don't worry. Tiếng Pháp của Samsung. Cho bác nói chuyện với anh luôn. Ờ, hay đấy. Tôi không nói tên nhưng mà tôi biết bác này là người tinh độ. Uống hết cô vắng. Chào anh Trường ạ. Vâng, vâng. Lên nhân được không? Lên nhân được không? Vâng, hôm nay là rất vui được gặp anh. Đấy. Tôi muốn giới thiệu Hà Nội cho anh. Đấy, để anh luôn mơ ước, để anh có quyết tâm, có một cái khát khao. Đấy, để đi tới một cái thành công gì đó. Đấy, phải khát khao anh nhá. Vâng, xong cái chuyện đó thì mình phải vượt lên số phận em ạ. Thôi là trời đất là chỉ cho mình làm thiếu tướng thôi, nhưng mình phấn đấu là đại tướng. Là đến cái tuổi này rồi thì là hay bị đau đầu gối. Nhưng những cái phút như này thì là có thể là cũng được bà tiên VTV3 cho một chút sức khỏe có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt vời, hôm nay thời tiết rất đẹp và hy vọng rằng là anh Trường sẽ có một buổi đi dạo Hà Nội thật thú vị cùng với đội xích lô. Chỉ có một ngày để sửa nhà, ekip thứ hai đang tổng động viên cho việc lớn đầu tiên, quét sơn. Ngay cả bữa trưa cũng thật tối giản. Đoàn chúng tôi có đến 20 người của cả ekip Trần Gia và ekip VTV3. Và khi mà chúng tôi đến đây, tinh thần chúng tôi sẽ vào bếp nấu nướng cho người ăn. Chúng tôi cắt cái gì nào? Nay chúng ta sẽ ăn thịt rang, đậu rán, rau muống luộc. Và quan trọng nhất đầu bếp ngày hôm nay chính là bác lái xe. Những bạn làm việc văn phòng giờ cũng sắm tay làm để đẩy tiến độ. Bên trái em là cái hàng kem Tràng Tiền, bên trái là công nhân. Đây là bộ ở Bắc, đây là Đông Ngộ, Bưu Điện là Bắc. Vâng, Bưu Điện, Bưu Điện. Vâng. Đây là Bưu Điện của thành phố. Vâng, công nhân nha. Nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuộc. Cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi dài. Hồ Gươm mùa xuân trống theo niềm vui. Ba. Của đám trẻ Hà Nội ấy sao nghe gần gũi mỗi sân bình minh. Đấy, giới thiệu mẹ là đây là đền Ngọc Sơn. Mấy chúng cháu chưa bao giờ đến nhưng mà cháu đến Ngọc Sơn cũng biết đến bao giờ. Hà Nội ấy yêu thương từ những góc thân vừa quanh ta. Yêu biết bao con người. Những con đường, những con người Hà Nội hôm nay thật đẹp. Dù chỉ là một vòng quanh khu phố cổ, dù chưa phải là tất cả Hà Nội, nhưng anh Trường thật sự đã rất vui. Và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa. Lớp sơn thứ hai đã được lăn, nhưng việc tường ẩm vẫn chưa được khắc phục. Mặc dù vậy, công việc vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Còn anh Trường tiếp tục hành trình với điểm đến thứ hai. Đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Không chỉ là anh Trường bây giờ mới đi, thực ra là bác cũng như thế đúng không?
chưa vào bây giờ, chỉ có đi qua thôi chứ chưa vào bây giờ. Bác thấy nào ạ? Chúng cũng phải vào một lần để biết chứ còn như bây giờ cũng chưa biết, bây giờ vào là ai chẳng biết. Không ạ, mình đi sang bên kia bác. Đường bên kia là đường thẳng bác. Anh có biết địa danh này gọi là gì không ạ? Có, biết đấy. Anh ơi, cười lên. Cái gì đây? Nhớ đầu tiên, cái điều mà mình hy vọng là đôi em có được con. Vâng. Không biết bao giờ em phải có thương cho con tôi được thành một ông chiến sĩ không? Ước mơ. Ước mơ mà. Chỗ này thì mọi người hay đến để xin về đường vào học vấn này. Có thể là mình không vào vì nó bên trong kia. Thì không biết anh có thể hồi này và xin điều gì không ạ? Xin điều gì có thể bật mí cho bọn em không? Con xin cái điều nó tốt lành cho con thôi. Thì con thôi nó là mầm sống của tôi. Điều chúng tôi muốn mang đến cho anh Trường đó là niềm hy vọng. Hôm nay, những hy vọng của anh đang dành trọn lên con trai mình. Dù anh đang cầu điều gì, chúng tôi cũng mong nó sẽ trở thành hiện thực. Một buổi dạo chơi quanh Hà Nội không được nhiều địa điểm, nhưng cũng khiến anh Trường trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Còn việc thi công tại nhà anh vẫn đang rất dở dang. Việc khó nhất lúc này là chạy lại đường điện trên một nền tường sơn chưa khô. Thưa quý vị khán giả, như vậy là ekip Điếu thứ 7 đã triển khai công việc ở đây từ rất sớm và bây giờ là 3 giờ chiều, tức là đã được hơn nửa ngày mọi người cố gắng thay đổi. Tuy nhiên vừa hôm trước thì có một trận mưa rất lớn ở Hà Nội, làm cho tường và ngôi nhà bị ẩm rất nhiều, gây khó khăn cho việc sơn sửa. Theo quan sát của tôi thì đồ đạc của nhà anh Trường đang bị bỏ ra đây rất là nhiều. Em ơi, thế tình hình tiến độ thế nào nhỉ? Mình mất quá nhiều thời gian vào tường ấy, chứ còn các cái thứ còn lại liệu có tạo được giao diện không? Bọn em đã lắp hết rồi, em đã lắp hết bàn ghế và bảng và thanh treo các thứ, bọn em đã lắp hết lên cái nhà ấy. Trước khi bọn em đến sơn ấy, nó rất là tối, rất là tối tăm và đồ đạc nó ngổn ngang, các thứ dây điện trong nhà trong cùng các loại luôn. Em nghĩ là cái sau khi hoàn thiện cái này, khi mà mình đưa hết đồ đạc vào nó khác rất là nhiều. Đảm bảo khác. Bình thường thì hôm mình đến khảo sát thì hơi bị mất quá nên mình làm hơi quá. Nhưng chuyến đi bí mật đó có thật sự là một bí mật? Thật tình cờ, bác Mười đã kể lại câu chuyện cho chúng tôi nghe một cách thật hài hước. Có một là hai cái nhà báo nào lại chưa mà đi rằng mà chỗ phỏng vấn mà chỗ cổng chùa, ta không có chuyện ở nhà, có vào cái không gặp, rồi chỉ đo. Vì cái nhà nó bảo đi ngay. Vì nhà nó làm gì nữa? Không biết làm gì. Nó bảo đâu hôm nọ. Đông không bác? Đông lắm, hôm nay đông 6-7 người. Thế vậy. Bao gái họ đo ngay. Nhưng ai đo hả? Không biết, để phải ai bác không biết. Thế sao bác lại để cho họ đo? Thì bác kêu nào như bác bảo. Họ mới thấy thằng ngài đăng nó bảo thế thì bác mới nhận ra nó hỏi. Nó trông nghe quen đi trên đường hình. Nhưng mà trước cháu làm của Tích Thiếu Nhi. Thế đúng rồi, thế phải qua nông sâm ông nọ. Vâng, đầu tóc vẫn thế. Có cái mập không? Có béo lắm, cái anh mà đi của anh to, có trông cây cầm cái máy quay nhỏ đây nè. Người to mà cầm cái máy quay đẹp thế. Ồ, máy quay nhỏ quay từ trên chúng xe xuống như thế này mà. Rất may những nghi ngờ của bác Mười không quá rõ ràng. Chương trình vẫn còn rất nhiều những hoạt động bí mật khác. Ví dụ như việc sửa sang lại chiếc kệ gỗ lớn này. Có muốn là có một cái tủ sách đến với tôi, nó học xong là nó có sách nó đọc. Đấy là cái mơ ước của tôi nhưng mà tôi chả thực hiện được. Vì cái đấy nó khó quá cái tầm tay của tôi. Cái sở nghỉ ấy là nó bây giờ ra chơi bây giờ giải lao ấy là nó có chuyện có sách để mình đọc. Thì anh nghĩ là cái mình hoàn toàn có thể làm cái việc đó. Tức là mình liên hệ với cả một cái bên nhà xuất bản. Thì anh đâu đã liên hệ chưa? Anh đang nghĩ đến việc là ví dụ như liên hệ với một trường tiểu học nào đấy. Anh cũng đã liên hệ đến với cả công ty Trí Việt thì họ rất là quan tâm cái việc này, họ đã bảo là sẽ sẵn sàng trợ sách cho nhân vật này. Nếu thế thì sao nhở? Nữa là cả. Và nguồn sách đầu tiên chính là từ việc quyên góp trên Facebook của chương trình. Thời gian rất gấp nhưng rất nhiều bạn trẻ đã không ngại đường xa đến ủng hộ sách cho anh Trường. Thứ bảy em thích chương trình này, em thấy nó rất là
và nguồn sách tiếp theo. Học sinh trường cùng mở rộng, chia sẻ là được biết hoàn cảnh và ước mơ của thầy Phùng Văn Trường qua chương trình Điều ước thứ 7, trường tiểu học quốc tế Wellspring đã tổ chức một hoạt động hết sức ý nghĩa. Con ước cô là thầy bình quyết là đạo thầy, ước là thầy có một giá sách và có thật là nhiều sách ạ. Chỉ dơ những quyển sách này lên thôi, dơ thật cao lên, đây là những món quà mà chúng tôi xin tặng các bạn học sinh trường Wellspring dành tặng người thầy giáo đặc biệt của chương trình Điều ước. Con thấy rất là vui khi được quyên góp sách cho thầy giáo vì chính con cũng có một hoàn cảnh khó khăn như thầy nên con rất dễ rất vui khi giúp thầy ạ. Có con chọn là hai cuốn sách Harry Potter, một cuốn sách của Dream. Con hy vọng là những cuốn sách của con sẽ đến được các bạn học sinh tiểu học ạ. Những cuốn sách, cuốn truyện của các em ngay lập tức được đưa về Chương Mỹ để kịp thời bày lên chiếc giá sách mới được sửa sang của anh Trường. Đó không chỉ là món quà cho anh mà còn là niềm vui cho những học trò của anh. Hoạt động quyên góp sách đang diễn ra rất sôi nổi, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những ước mơ của anh Trường. Bây giờ mà đi sáng chắc là tôi không muốn điều kiện đi, tôi không đi được. Bây giờ mà đi tôi phải có người anh bế tôi thấy khổ quá. Bây giờ thì mình sẽ đến, anh nghĩ là anh rất là mong đến để xem đến như nào. Anh đừng lo. Tôi đi thì mình tính đến nhất đến tầm tuổi này mà mình nó phải về cái nơi tâm linh như đấy thì nó cũng là anh không được nói như thế, nói là không lo, nhưng trên khuôn mặt của anh và bác Mười không giấu nổi sự đăm chiêu. Điều đó khiến ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy bất an. Ai dân ai dạy cháu nó cũng lớn này nó teo hết, mình cảm giác như nó cảm thấy khi nó đập cái nhảy. Mà nó không biết nhói nào ấy. Mà nó giống là nó đói, nó mệt, cháu vẫn nản. Cái lúc mà bắt đầu bị bệnh cháu đã được khám được chưa? Tháng 5 tháng 6 là bố nhau, bố mẹ nhau rồi nhau nhà ngoài nhau bệnh viện nhau đình bà. Thì bác sĩ mổ nhau hai bên thì cháu cũng cháu biết làm nó đi học được. Cháu vẫn là nó muốn nó nhíu rồi. Mong nguyện vọng là được khám xem nó khỏe, nó có tốt không? Cháu không có được, cháu chỉ có được cái khớp to đấy. Khó là sao này? Nhưng mà mình nghĩ nhiều đến cái vấn đề bệnh lý về cơ nhiều hơn. Có thể là phải làm nhiều một số xét nghiệm để đến cái chẩn đoán cuối cùng ấy. Sau khám sơ bộ, anh Trường phải thực hiện rất nhiều xét nghiệm. Với thể trạng yếu, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chuyến tham quan buổi sáng, thay vào đó là sự bồn chồn, lo lắng. Lo cho em đó, mình chả chưa nhiều để mình nói. Phải làm nhiều xét nghiệm, với lại đi qua nhiều phòng thì bác cũng lo. Hướng cái bệnh là thoái hóa cơ bẩm sinh nó lại tiến triển. Thế thì bây giờ mình phải tìm ra cái nguyên nhân của nó và mình sẽ tìm cách điều trị để cho nó chặn đứng lại nhá. Trước mắt phải chặn đứng nó lại đã. Thì tiếp theo ấy là sẽ làm cái điện thần kinh cơ, sau đấy là sẽ phải làm cái sinh thiết, có đầy đủ tất cả các kết quả rồi và chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ấy để có thể là áp dụng cái kỹ thuật điều trị mới cho bạn được thì tốt.
Đến thời điểm này vẫn chưa thể đưa ra được chẩn đoán chính xác cho căn bệnh của anh Trường. Chúng tôi được giới thiệu đưa anh tới một địa chỉ khác để làm thêm các xét nghiệm liên quan. Căn bệnh vẫn chưa được giải đáp, nhưng ước mơ về một giá sách đầy đủ của anh đang dần được thực hiện trọn vẹn. Ước mơ của anh Trường thì có nói rằng là muốn cái giá sách này được đầy những cuốn sách để cho các em nhỏ trong những giờ thì phải lao thì có cái để đọc. Thì tôi đã được công ty Chí Việt gửi tặng cho rất là nhiều sách và tôi nghĩ là đây là những cuốn sách rất là hay. Theo tôi hiểu là những cuốn sách này đều là những cuốn sách trong cái tập hạt giống tâm hồn. Vâng, cuốn đầu tiên ở trên rất trùng hợp. Lúc này xe chở sách và các em học sinh trường tiểu học quốc tế Wild Spring đã đến rất kịp thời. Cái tủ sách mà chúng tôi chưa biết xếp ở đâu. Và nghe biên tập viên Dung Hà có chia sẻ là ở trường vẫn còn một nửa tủ sách mà bởi vì quá nhiều xe ô tô không thể chở được. Rất cảm ơn các em này. Không thể biết ngay kết quả khám bệnh. Anh Trường bỗng nhiên tách mình ra khỏi chúng tôi. Anh trở lại với cảm giác tự ti, mặc cảm như lúc ban đầu. Mấy người tốt mà nhiều thì tôi thấy nó khổ. Không ơi ạ. Trên xe chúng tôi cố gắng trò chuyện động viên, mong anh không từ bỏ hy vọng. Nơi có nhiều người tốt. Vì đời Hương Yên này tốt, Hương Yên mang lãnh đạo đi. Có khi đời tôi nó sáng trang mới. Xe đưa anh trở về với ngôi nhà, chở anh đến với những bất ngờ mà chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi sẽ có một cái hoàn cảnh ở đây để tạo cái sự bất ngờ, thú vị cho anh Trường. Và tất nhiên là ekip anh em mình cũng phải thứ nhất điều là không được phép để nó không khí nó căng thẳng quá, không có là không khéo là nó to chuyện. Là cái tình huống sẽ đóng ở ngoài kia là nó sẽ đứng ở phía đoạn cái cầu, đúng không? Sẽ đem bàn ghế của anh để đúng không? Và có lan này và anh lan đồng nát này. Anh mua anh Minh Dâu, anh Minh Dâu là mua. Là bán đồ đồng nát. Liệu anh có biết là đồ nhà anh hay không? Những cái ghế có chữ ở trường thế này. Nhìn thấy trường không? Rất hợp với giá em. Em mua của cái nhà. Không, em mua của cái nhà. Của người ta bán tôi mua. Cái nhà bán ngay đó. Nó đang ý nhiều đồ lắm, không phải mua cái này đâu. Em tránh bán cái này. Em có bán đâu cho anh mua lại về chứ. Ở nhà có cái lớp học thêm cho bọn anh dạy ở nhà ấy. Em bán lại cho anh bao nhiêu, em bán bao nhiêu? 200, em bảo với anh rồi. Anh nghĩ là cái này chỉ 150 thôi. Cả anh biết tụi anh 50 bàn đấy. Với chúng tôi thì đến cái giai đoạn này là đang thấy khó vì cũng không biết là phản ứng của anh Trường như thế nào. Anh ấy sẽ ngắt được nhỉ, không biết là... Nhìn máy quay cười nhá. 3, 2, 1. Nhìn ống kính máy quay. Cười tươi. Cười tươi. Trời dần tối, xe chở anh Trường càng lúc càng về gần đến nhà hơn. Chưa bao giờ mà điều ước thứ bảy lại làm một không gian ồn ào như thế này không ạ? Các bạn nhỏ có vẻ đang rất là hồi hộp chờ đợi cái lúc mà anh Trường về. Hiện tại thì mưa rất là to. Chúng tôi lo là nếu mưa to như thế này ấy, cái lượng mà trên các cái hoàn cảnh xa nhà là sẽ không đáp ứng. Bây giờ là 7 giờ. Và theo như liên lạc của tôi với biên tập viên Bích Thủy ở Bạch Dương thì khoảng tầm 30 phút nữa thì xe của anh Trường sẽ về đến nhà. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn thanh niên từ bên công ty Trần Gia đã cho chúng tôi mượn một cái xe màu đúng nghĩa. Nó có vẻ giống với xe màu hơn là những cái thiết bị mà chúng tôi đã sử dụng. Mời khán giả cùng vào tham quan ạ. Đâu rồi? Màn hình mình để đâu nhỉ? Đâu. Anh ơi, tình hình mưa thế nào? Trời mưa bay bay, nếu mà cứ như thế này thì kịch bản của chúng tôi sẽ ok. Được rồi, có tiếng nói là ok.
sau một ngày dài, hai bố con đều rất sốt ruột. Đấy thì phải để lần cái bàn ra. Có chú Trường ấy. Bàn nào được con? Nhìn này rõ đấy. Chúng tôi vừa có một cuộc điện thoại với cả biên tập viên Bạch Dương và Bích Thủy. Thì có vẻ như là cái phần khám bệnh mang lại cái kết quả không được tốt lắm. Tâm lý của anh Trường lúc này là không tốt. Tôi còn nói với hai bạn là sẽ tìm cách trên đường để làm sao giải tỏa tâm lý. Và hy vọng là quãng đường đủ dài, đủ xa để cho anh Trường khi trở về đây thì có thể lấy lại được tinh thần. Được rồi, mời lên đây các em. Anh nó về nhà. Anh kéo các em đặt quần trà. Bọn cháu thì không ngại thì ngại là về gần đến nơi rồi lại có tí chắc chặt. Đói lắm rồi đúng không? Anh nói thật rồi nào? Tôi à? Vâng. Không, không thôi. Hôm nay nha, em tố cáo là anh Trần lúc trưa nha, là chỉ ăn bánh mì nên là bây giờ kêu không đói là... Cố gắng trò chuyện, chúng tôi muốn giúp anh quên đi mệt mỏi và phiền muộn để thoải mái chờ đón những món quà. Hiện tại thì xe của anh Trường đã về đến gần đến điểm rồi, có lẽ là diễn biến sẽ bắt đầu. Đúng kế hoạch, xe dừng lại trước đống ngổn ngang và cuộc ngã giá thanh lý bàn ghế giữa đường. Tình huống có vẻ là đang rất xấu nên có vẻ căng thẳng lắm. Hình như là có một ông xuống bảo là đây là ghế của tôi phải. Hai người đây bố. Ở đây đang rất lộn xộn, không biết là không thấy anh từ trên xe đi xuống đâu em ơi. Vẫn đang làm gì không thấy đi xuống. Anh có biết là ai không anh? Không biết. Bác có biết đến đây không bác? Không biết những bạn nhà mình, chứ không biết được bạn nhà mình. Sao lại mang ra đây nhỉ? Ờ, anh ấy đang xuống xe rồi nhá, đang xuống xe rồi. Mình cứ đi vào đi. Để. Ông có nhìn rõ. Đang nhìn thấy bàn ghế không? Không hiểu gì đâu. Hay là nhà bác có người bán? Không nhiều quá, nhà mình có cái gì? Anh Đảng ơi, nhờ một người vào hàng trăm đấy nhở? Yeah.
tôi sẽ phải tính cần thế này. Lúc đấy đi, anh còn nói gì? Và anh sẽ cảm thấy có điểm gì hài lòng nhất thì anh sẽ nói cho mọi người cùng biết ạ. Vâng. Và tất cả các bạn đang trong màu áo xanh ấy, là những bạn trẻ đến từ công ty Trần Gia, là người đã phụ trách hoàn toàn cái việc thay đổi ngôi nhà của mình. Tôi có một cái ý muốn là tôi được học một cái môn tiếng Anh gì đấy. Ngày trước tôi không được học, tôi không biết. Từ đấy các cháu nó được học tiếng Anh mà về mình chẳng biết cái gì vào cháu. Nhìn thấy toàn chữ nước ngoài thôi. Anh trường chúng ta còn có một ước mơ rất là thú vị và khá bất ngờ đối với những người làm chương trình, đấy là anh rất muốn học tiếng Anh, đúng không ạ? Đây sẽ là món quà đến từ Apollo, trung tâm dạy tiếng Anh rất là có tiếng ở tại Hà Nội. Và anh sẽ được học cái chương trình tiếng Anh này thông qua online, tức là anh không phải đến trường lớp mà anh có thể đăng nhập vào tài khoản để có thể học ở tại nhà. Tôi nghĩ là sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Tất cả các bạn trẻ ở đây, tất cả các anh nhỏ đã cùng cố gắng tạo ra một cái sự bất ngờ nho nhỏ với anh. Và hy vọng rằng là cái không gian mới này thì sẽ tạo cho anh Trường nhiều cảm hứng hơn, có thể là viết đẹp hơn và dạy được nhiều bạn nhỏ nữa cũng viết đẹp được như mình, đúng không ạ? Là thế nào thì tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống để mà chúng ta phấn đấu trong suốt cái quãng đời. Tôi nghĩ là còn rất là dài để chúng ta thưởng thức từng ngày một, cuộc sống còn rất là đẹp, phải không ạ? Và chúc cho lớp học của chúng ta thì luôn là mát và nhiều tiếng cười ạ. Một lần nữa cảm ơn các em nhỏ. Anh như